Dạ, Bảo Quyền xin kính chào tất cả ông bà, cô bác đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Hôm nay Bảo Việt đang đứng trước một cái khu vực rất là phát triển luôn cô chú anh chị ơi. Đây chính là công viên Nguyễn Thị Bảy thuộc khu vực thị trấn Cần Giuộc. Và phía ngoài mặt tiền này chính là trục đường quốc lộ 50. Cô bác anh chị mình về quận 8 đâu đó khoảng tầm là 15 phút đi xe thôi cô chú anh chị. Và nơi đây mỗi ngày lưu lượng xe qua lại rất là đông ha. Khu vực này nằm trong trung tâm của tiện ích luôn. Bảo Việt hôm nay sẽ giới thiệu cho cô bác mình một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, chỉ cách công viên Nguyễn Thị Bảy mình vào đâu đó khoảng tầm 500m thôi cô chú anh chị. Và đối diện mình đây là khu vực trường học cấp 1, cấp 2 luôn. Con cháu, con em mình đi học hay vui chơi giải trí rất là tiện ha. Thì không để gia đình mình đợi lâu hơn nữa, Bảo Việt xin mời cô bác mình vào xem nhà thực tế của Bảo Việt nha cô bác. Tuyến đường quốc lộ 50 là một trục đường rất là phát triển kết nối từ quận 8 về thị trấn Cần Giuộc. Và mỗi ngày tuyến đường này xe buýt đi qua lại cũng khá là tiện lợi. Cô bác anh chị mình về đây sinh sống có thể đón xe buýt mình về tất cả các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí này cô bác anh chị mình vào nhà đúng 500m. Căn nhà hôm nay Bảo Việt review nằm trong trung tâm tiện ích, có công viên, có trường học, có chợ và có bệnh viện luôn cô chú bác gì ơi. Căn nhà hôm nay có một vị thế cực kỳ đẹp. Trước mắt của cô bác mình đây chính là trường học cấp 1, cấp 2. Tuyến đường kết nối vào nhà mình là trục đường có tên Nguyễn An Ninh. Và trục đường này có một cái chợ rất là lớn tên là chợ Cần Giuộc như cô bác anh chị. Hai bên đường dân cư đã mọc san sát nhau, kinh doanh buôn bán rất là tấp nập. Tuyến đường này với chiều ngang 6m, xe tải, xe ô tô, cô bác anh chị mình tha hồ đi đến nơi. Với tiêu chí làm việc rõ ràng rành mạch, Bảo Việt cũng không muốn mất nhiều thời gian của cô bác anh chị mình. Bảo Việt tư vấn rõ ràng vị trí pháp lý. Căn nhà hôm nay có pháp lý sổ hồng riêng, cô bác anh chị mình có thể cầm sổ với ngân hàng lên đến 50-60%. Và căn nhà này nằm trong một khu phố thuộc đất ở tại đô thị như cô bác anh chị, bán kính trong vòng 300-400m trở lại, cô bác anh chị mình nội trợ mua sắm khá là tiện lợi luôn. Và đây trước mắt của chú anh chị mình chính là bệnh viện Cần Giuộc, chỉ cách nhà mình đúng 200m thôi cô chú anh chị ơi. Rất là gần để cho cô bác anh chị mình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và những bé nhỏ trong gia đình. À, bây giờ không để gia đình mình đợi lâu hơn nữa, Bảo Việt sẽ vào thẳng căn nhà hôm nay của mình nha cô bác anh chị. Nhà gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện, lúc nào cũng có giá trị hết cô chú anh chị, vì tiện ích nhiều. Hôm nay Bảo Việt review căn nhà này, cô chú anh chị nào thời gian vừa qua cần tìm một căn nhà có bệnh viện nè, có trường học, có chợ thì cô chú anh chị mình đừng nên bỏ lỡ qua căn nhà hôm nay của Bảo Việt, vì vị trí nhà mình chỉ cách những trung tâm tiện ích đúng 300-400m thôi cô chú anh chị ơi. Và nhà mình điều đặc biệt là nằm phía sau bệnh viện Cần Giuộc luôn ha, rất là hợp với những cô bác lớn tuổi. Căn nhà hôm nay có diện tích ngang 4m2, dài cho 15m. Một căn nhà nằm ngay vị trí cuối, có xăng để cô chú anh chị mình để xe gắn máy rất là tiện lợi luôn. Và căn nhà này của mình là có 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Bảo Việt xin mời cô bác mình vào xem nhà thực tế ạ. Đường trước nhà của mình đó cô chú anh chị là một cái trục đường xe ba gác thôi ha. Mình nằm ngay vị trí cuối thì rất là tiện luôn. Ở đây là khoảng sân trước của mình nè, cô chú anh chị mình thấy khá là rộng rãi luôn. Rồi có cửa cổng đầy đủ cho mình hết ha. Căn nhà này thì gia chủ đã lợp mái che hết rồi nha cô chú anh chị. Hiếm lắm trên kênh Nhà Đất Bảo Việt mới có một căn nhà gần bệnh viện ha. Thì đây chính là cái cơ hội rất là tốt luôn. Một người anh ký gửi cho Bảo Việt bán lại căn nhà này, anh chấp nhận lỗ luôn cô chú anh chị ơi. Vì hoàn cảnh công việc xa xôi quá cho nên anh không có chọn căn nhà này để an cư lập nghiệp được. Cô bác anh chị mình nếu thích căn nhà này hãy nhấc máy gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Cuối video Bảo Việt sẽ báo cho cô bác mình một cái mức giá rất là hợp lý luôn ha. Cốt nền của nhà mình hôm nay thì cao hơn mặt đường khoảng tầm là 2 tấc nha cô bác anh chị. Ở đây thì cấp thoát nước rất là tốt luôn. Nhà mình có đồng hồ điện riêng, nước riêng sẵn rồi. Cô bác mình thì dọn đồ và mình ở thôi ha. Vào phòng khách thì căn nhà mình sẽ có một lớp cửa thứ hai bằng sắt kết hợp với lại kính cường lực dày 8 ly. Không gian phòng khách của mình gạch lát sàn là gạch 60x60, có ốp gạch lên cho mình khoảng tầm là 2m2 luôn cô chú anh chị. Phòng khách của mình có một cái bộ đèn
à, rất là đẹp luôn ha. Rồi có đèn lon, rồi những cái đường chỉ nổi nè, tông màu vàng sẽ tạo điểm nhấn cho căn nhà hôm nay, rất là cuốn hút luôn. Ở bên đây thì gia chủ cũng đã trang bị sẵn cho cô chú anh chị mình ba cái bức tranh, à, nhìn rất là hiện đại nha cô bác anh chị. À, Bảo Việt nhìn cái căn nhà này có không khí gì đó của mùa xuân luôn cô chú anh chị. À, gia chủ này chắc hôm Tết nè, có trang trí nhưng mà anh lâu quá chứ anh không có về cho nên không có dọn lại. À, anh tặng cho mình cái chậu hoa đào luôn để cô chú anh chị mình có thể trang trí ha. Ngay dưới cầu thang này cô bác mình có thể để một cái kệ, mình đặt một cái tivi 50-60 inch ha, mình xem tin tức thời sự, mình tiếp khách thì cũng rất là sang nha cô bác. Phía trong đây là khu vực nhà bếp của mình thì được thiết kế theo hình chữ L, quá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây chính là nơi để cho mấy anh chồng mấy chị vợ chỗ tài nấu ăn ha, có bồn inox rất là hiện đại nè. Rồi mặt diện mặt dựng của mình thì khu vực nhà bếp á, gia chủ cũng rất là tỉ mỉ luôn, có gắn kính màu vàng luôn để mình nấu nướng không có bị bám tường ha. Có lỗ khoang ga sẵn luôn nha cô bác. Có tủ lạnh thì cô bác mình có thể đặt ngay tại vị trí này, hoặc là mình làm cái nhà kho cho nhỏ bên dưới gầm cầu thang cũng được. Nếu như cô bác mình muốn cái căn nhà mình tiện nghi hơn thì mình có thể sắm sửa thêm một cái bộ bàn ăn khoảng tầm 4 ghế đặt ngay tại đây, bởi việc nghĩ sẽ rất là hợp lý luôn ha. Ngay góc chữ A này thì cô bác mình để một cái máy giặt, có nơi cấp thoát nước rồi. Bên dưới tầng trệt có một cái nhà vệ sinh, đầy đủ những trang thiết bị cơ bản hết nha cô bác. Căn nhà này Bảo Việt báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, tổng giá trị chỉ có 1.580.000.000 thôi cô chú anh chị ơi. Cô bác anh chị mình xem căn nhà này cuối clip, nếu ưng căn nhà hôm nay hãy nhắc máy là gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cô bác. Bây giờ thì gia đình mình cùng lên bên trên tầng lầu cùng Bảo Việt ạ. Tầng lầu thứ nhất của mình được đúc thạch nha cô bác, sẽ có hai phòng ngủ. Căn phòng ngủ đầu tiên chiếm diện tích khoảng tầm 12m2, rất là vừa vặn để mình ở hai người thành viên đến ba thành viên ha. Có cửa sổ luôn nha cô bác. Đường dây máy lạnh ống đồng có sẵn rồi, đèn phòng ngủ cũng có đầy đủ ánh sáng cho mình luôn. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ hết nha cô bác. Căn nhà này là tường riêng, móng riêng, cột riêng, cô bác anh chị mình có khoan đục, có sửa chữa sau này cũng rất là dễ ha. Giữa hai căn phòng ngủ sẽ có một cái nhà vệ sinh, rất là tiện lợi luôn cô bác anh chị ơi. Căn phòng ngủ thứ hai sẽ có thêm một cái ô chanh, đồng thời cũng là một cái nơi để cho gia đình mình đặt để một cái tivi. Mình vừa ngủ nghỉ mình xem tivi rồi ha, mình giải trí thì không còn gì để bằng nữa rồi cô bác anh chị ơi. Phía ngoài đây là khu vực ban công nhà. Từ nhà mình ra đường lớn chỉ vỏn vẹn là 100m thôi nha cô bác anh chị. Chiều chiều mà gia đình mình ra đây hóng gió hóng mát cũng rất là tiện lợi ha. Tiếp theo Bảo Việt xin mời gia đình mình cùng lên bên trên tầng lầu thứ hai của Bảo Việt ạ. Nhà pháp lý sổ hồng riêng, một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách bệnh viện, chợ, trường học 500m trở lại. Cô bác anh chị mình sở hữu căn nhà này với tổng giá trị 1.580.000.000 thôi, và cô bác anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với lại chính chủ ha. Căn phòng ngủ thứ ba cũng tương tự thôi, có cửa sổ hết cho mình luôn. Đó, mở ra rất là mát nha cô bác. Giữa hai căn phòng ngủ trên tầng lầu thứ hai cũng có nhà vệ sinh luôn. Căn phòng ngủ thứ tư quá là rộng luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này mình ở tầm 8 người đến 10 người là rất là thuận tiện ha. Có ô chanh luôn, ở gia đình mình đặt để kệ tivi. Ban công tầng lầu thứ hai cũng có cho mình luôn. Ở đây thì dân cư đã full kính đặt hết rồi nha cô bác. Không biết là gia đình mình nhìn trong video có rõ hay không. Bảo Việt nhìn đây nè, đối diện qua là dân cư rất là nhiều luôn. Vì khu vực của mình đất ở tại đô thị, mật độ dân số rất là đông ha. Bảo Việt xin lặp lại, căn nhà này có diện tích ngang 4m2, dài cho 15m. Tổng công năng sử dụng có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Căn nhà mình thuộc đất ở tại đô thị, nằm trong khu vực trung tâm tiện ích. Từ nhà mình ra chợ 500m, từ nhà mình ra công viên, ra trường học đúng
800m thôi cô chú anh chị ơi. Tất cả thông tin trên kênh Nhà Đất gửi gắm đến quý cô chú anh chị là hoàn toàn chính xác 100%. Điều đặc biệt của căn nhà hôm nay đó chính là nhà mình sẽ nằm sau bệnh viện Cần Giuộc luôn. Cô bác anh chị mình về đây ở khám sức khỏe định kỳ, rồi cô chú anh chị mình có người thân, người cao tuổi ha, cần khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thì mình ra bệnh viện đâu đó chỉ có 200m thôi, rất là tiện lợi ha. Tổng giá trị chỉ có 1.580.000.000 và cô bác anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với anh chính chủ ha. Một căn nhà như thế này mình đừng nên bỏ lỡ như cô bác anh chị. Thì gia đình mình đã xem tất cả hình ảnh thông tin rất là rõ ràng rồi. Nếu như cô bác anh chị mình muốn đến đây xem nhà thì gia đình mình đi đến khu vực ngã ba Tân Kim, alo cho Bảo Việt thì Bảo Việt sẽ ra đón gia đình mình xem nhà thực tế ạ. Từ vị trí này về quận 8 theo hướng quốc lộ 50, cô bác anh chị mình chỉ bỏ ra 15 phút đi xe thôi. Cô chú anh chị mình hãy nhớ liên hệ cho Bảo Việt trực tiếp qua số điện thoại 0933 827963 nha cả nhà. Bảo Việt sẽ tư vấn tất cả thông tin hoàn toàn miễn phí cho cô chú anh chị mình để gia đình mình không mất thời gian khi liên hệ kênh Nhà Đất Bảo Việt ạ. Và cuối video, Bảo Việt xin kính chúc cho tất cả ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Nhà Đất Bảo Việt thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất của Bảo Việt nha cả nhà. Và Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại các bác anh chị mình ạ.